Cái gì người đẹp ơi? Lo của anh à? Ờ, lo của anh. Có hát được không anh? Là... Em hát thử bài được không? Em có biết hát không mà hát? Em biết hát em mới hỏi anh chứ. À. Anh em đi xong ca làm bài nhá. Ai à, máu chứ. Vâng anh ơi. Chứ quen biết gì không lại máu hát thế, cứ thấy loa là xa vào thôi. Em thích hát lắm, lâu lắm em không được hát. Chứng tỏ là em là người rất là yêu yêu ca hát đúng không? Vâng. Yêu văn nghệ đúng không? Hát một bài được không anh? Em thích hát bài gì? Em hát thể loại nhạc đỏ, trữ tình, dân ca, rock, rap hay là hip hop? Thể loại nào em cũng chơi. Ai là máu nhỉ? Được không anh? Ừ, nhưng mà trước tiên cho nhau hỏi thăm cái. Em tên em, gì? Em tên là Nga. Thế em là biết được danh nhỉ? Anh á? Anh tên là Hà Hoàng Mạnh Hà. Tên ngày trước của anh là Vương Minh Quang. Bởi vì là anh đi hát rong mãi mà không thấy nổi tiếng, không lạ. Hôm nay gặp em là anh sẽ nổi tiếng ngay sau hôm nay đấy. Anh đổi thành Vương Minh Quang để là hy vọng là mình đi hát rong, hát đường phố nó sẽ nổi tiếng. Nhưng mà không ngờ mà đổi sang tên Vương Minh Quang mà hát rong mãi. Mãi chả nổi tiếng, buồn quá. Hôm nay gặp em là anh sắp nổi tiếng rồi à, tức là nó phải gặp quý kiểu là quý nhân phù trợ đúng không? Em là quý nhân đấy. Em là quý nhân của anh đấy. À, anh hy vọng là như thế. Nhiều khi có những con người gặp nhau thì là có những người thì người ta lại như kiểu là gặp may ấy, cơ hội nó đi lên ấy nhở. Thế rồi thế bây giờ như này, đây có cái sông nước rất là hữu tình mát mẻ này, hay là anh em mình hát một bài về sông đi, có liên quan đến sông. Sông à, để em chọn nhá. À, chọn đi. Anh biết bài bài gì về sông nhỉ? Khu hát sông quê. Bài là nữ là đơn rồi nhỉ. Dòng sông quê anh, dòng sông quê em. À, bài này anh quá biết luôn ấy. Mỗi tội không thuộc thôi. Thuộc mình rất lời anh, mình hát thôi mà. Ừ. Anh nghe bài này, anh nghe nhiều trên trên mạng, trên TV rồi mà. Rồi, em thấy anh bài chưa? Anh có nhạc không? Đây, anh có 4G, 5G đây này. Để anh mở nhá. Em có 6G mà chả dòng tin sông thấy. Quê anh, dòng sông quê em, karaoke nhá. Rồi, bật mic lên này. Rồi, sẵn sàng chưa? Ok. Ừ, thế nha. Dòng sông đầy quê em, sông trắng hay sông lụa, nóng kén vàng như lúa, tròn vênh một góc trời. Dòng sông đà quê anh, đã dựng gành dựng thác, nước reo thành điệu nhạc, nguồn than chẳng vô biên. Dòng sông quê anh, sông xanh như mắt trẻ, sao giống nhau đến thế. Tiếng mưa như tiếng tầm ăn, tiếng mưa như tiếng tầm ăn. Sông cho anh làm thơ về sức gầm của sóng, về tầm cao chiều rộng, những thiết kế công trình. Dòng sông quê dòng sông quê anh, dòng sông yêu thương, dòng chung đôi ta. Sông đà quê anh, đã dựng gành dựng thác, nước reo thành điệu nhạc, nguồn than chẳng vô biên. Dòng sông quê dòng sông quê anh, sông xanh như mắt trẻ, sao giống nhau đến thế.
ăn. Tiếng mưa như tiếng tầm ơ, sông cho anh làm thơ về sừng gầm của sóng, về tầm cao chiều rộng những thiết kế công trình. Dòng sông quê sông quê anh, dòng sông yêu thương, dòng chung đôi ta, dòng chung đôi ta. Giọng của em nó có cái độ trong trong veo cao. Cảm ơn anh đã có khen. Lúc đầu anh bảo là chắc là cô bé này có đùa mình cái gì chứ tự nhiên quay ra thấy chắc là những người chỉ có những người yêu âm nhạc, yêu văn nghệ thì khi thấy Loa thấy Minh Phát là muốn hát luôn đúng không? Chỉ có những người yêu nghệ thuật chúng ta mới nhận ra nhau. À. Thôi bây anh giờ em mình là chưa hát lần nào mà có vẻ hát với nhau cũng thấy hợp hợp nhỉ. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau trong một dịp gần hơn. Gần nhất. Anh hay đi qua đây hả? Anh cũng là yêu đam mê văn nghệ, yêu ca hát, nói chung là yêu nghệ thuật. Thì lúc nào rảnh rỗi thì anh đi chỗ nào nó thoáng, nó mát thì anh hát. Được, hẹn anh một ngày gần nhất nhé, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em nhé. Có gì là cho anh xin số điện thoại đi. Ok, số đẹp đấy. Rồi ok, thế có gì khi nào mà rảnh rỗi thì anh sẽ liên lạc với em. Dạ. Anh em mình sẽ hát sao ca với nhau để gửi tới bà con, có ba anh chị ở kênh của anh nhé, bài này anh này. Kênh này sẽ lên bài này sẽ lên kênh của anh đúng không? Cho em xem cái kênh của anh luôn. Subscribe. Kênh của anh là kênh Nghề Giải Trí TV. Nghề Giải Trí TV. Đúng rồi. Rất nhiều bài hát phong phú. Đây đúng không anh? Đúng rồi. Ok, subscribe. Anh cảm ơn nhá. Thế nhá. Và anh nhá. Em về nhá. Con gái đâu mà vừa xinh vừa hát hay nhỉ. Có số đây rồi. Về đây liên lạc.